Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay là một buổi chiều tà, nắng đang dần tắt ở trên thị trấn Măng Đen. Thì hôm nay chúng tôi sẽ review cho các bạn một cái mảnh đất ở nơi đây các bạn nhé. Thì lâu lắm rồi mới quay trở lại cái trung tâm thị trấn Măng Đen các bạn ạ. Bởi vì do là đất ở trung tâm thị trấn thì chủ yếu là do các anh chị, các bạn môi giới ở bên thị trấn làm. Thì bên nhà đất Hoàng Vinh thì cũng rất là ít sản phẩm. Thì hôm nay nhân tiện có một người em đang muốn bán một cái lô đất ra, thì sẵn tiện chúng tôi cũng review luôn cho quý chào các bạn trên cả nước tham khảo. Thì mảnh đất chúng ta sẽ tọa lạc ở trên một cung đường rộng 7m như thế này, đường nhựa các bạn nhé. Hướng về hướng đông bắc các bạn, nó chếch bắc nhiều hơn. 7 x 20, rộng 7 x 20 các bạn nhé. 140m2, toàn bộ đất đai chúng ta là đất ở tại đô thị, bởi vì thị trấn Măng Đen các bạn ạ. Thì các bạn có thể xem hình sổ ở đầu video, tôi có gắn kèm. Thì đất ở đây thì các bạn yên tâm, đất cấp cho cán bộ công chức, cho nên là các bạn cứ yên tâm, không có lo vấn đề quy hoạch hay là thu hồi gì cả. Đất này chúng ta mua và sử dụng thôi. Ở khu này nó thuộc ở phía bắc của thị trấn Măng Đen các bạn ạ. Thì nơi đây thì giá đất nó đang còn khá là mềm so với lại mặt bằng chung của toàn thị trấn. Và các bạn thấy cái view này, chúng ta sẽ có cái view ra phía cái thung lũng. Từ mảnh đất của chúng ta sẽ view được xuống cái thung lũng vườn hoa Măng Đen các bạn. Hiện nay là vườn hoa Măng Đen cũng đang được xây dựng và khai thác, chuẩn bị đưa vào sử dụng các bạn. Và chúng ta sẽ có cái view xuống cái làng Con Năng, rất là đẹp như thế này các bạn. Đây, đây mảnh đất của chúng ta đây. Thì khu vực này nó đang còn có mấy cái tán rừng, cho nên là chúng ta sẽ không thể nào nhìn cái khoảng cách xa được. Thì bay flycam thì chúng ta lên cao mới nhìn thấy thôi. Đây mảnh đất khu vực này thì đã có nhà dân cư ở đây các bạn này. Dân cư đã ở về đây rồi. Thì mọi cái tiện ích thì cũng tương đối các bạn. Thì chúng ta chỉ ra khoảng cỡ 100m nữa là chúng ta, hơn 100m là chúng ta đến với lại tỉnh lộ 676. Và ra với bến xe, đồng thời ra với lại cây xăng phía bắc luôn. Đây là bến xe các bạn này. Và phía bên đây thì chúng ta sẽ có trường trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề, trường cấp 2, trường mầm non, tiểu học thì chúng ta đi xuống khoảng cỡ 2km và đến trường tiểu học các bạn nhé. Chợ thì khoảng cỡ 1,5 cây, 2 cây đó các bạn. Đây là toàn bộ là khu dân cư phía bắc. Phía bắc thị trấn các bạn. Đây chị các bạn nào cần thì liên hệ ngay nhé. Hiện nay là rất nhiều anh chị, rất nhiều những lô đất tại Măng Đen qua cái đợt vừa rồi là đã được quý chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc là mua ở trong cái đợt dịp lên ngắm hoa mai anh đào. Thì tôi thấy chốt đất rất nhiều. Đấy, 7 x 20 ở 1 tỷ 3 các bạn nhé. Chị các bạn nào cần thì liên hệ. Hướng đông bắc các bạn. Thế đất thì cao hơn tương đối so với mặt đường, khoảng cỡ 40-50 cm. Rất là phù hợp để làm nhà, làm cửa, ở nghỉ dưỡng các bạn. Nhiệt độ thì quanh năm mát mẻ, mùa hoa anh đào rồi thu hút được rất nhiều khách du lịch. Rồi mùa Tết lễ hội thì phải nói các bạn là khách đông cực kỳ. Đặc biệt là nó nằm gần cái khu vườn hoa như thế này nữa thì rất là đẹp. Rồi xin chào, cảm ơn sự theo dõi của mọi người.